vận động viên Vũ Ngọc Sơn đã ngã bất ngờ vào hàng đầu, gặp vận động viên Vũ Anh Văn lên cuộc này dưới sự đồng thuận của trọng tài Trần Kia, trọng tài chuẩn bị hai vận động viên chuẩn bị lên trên đài bắt đầu. Tài văn dành cho các vận viên đến từ các quận huyện đó là 4,3, 2 giải nhì và 1 giải nhì. Vận động viên nào thua vẫn tiếp tục đánh để leo lên để tranh một giải nhì. Trọng tài chuẩn bị hai vận động viên chuẩn bị lên tiếp nhất bắt đầu. Xem cái vật này trên sân đây là cả các bà cụ vật nhau đến ông bà làng.
xem mấy bà già vật nhau đi cố đi rồi. Đây là hiệp thương chính thức cuối cùng. Hai vận viên nếu không vận động lại sẽ rút sang hiệp tư. Tức là phụ chức không tính thời gian. Sau thời gian này là đấu giữa Mai Cấp Bạc Việt Nam và Nguyễn Văn Dương quý vị. Tức là hiệp vụ sẽ không tính thời gian.